Hi, mình xin chào các bạn. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xem và phân biệt cái xe nào là xe quay alpha, lốp đen, lốp trắng và quay ít ha các bạn. Người tôi gọi chung là quay nhỏ các bạn. Thì bữa nay mình sẽ trên tay mình là đây là một giấy quay. Trước nhất là mình sẽ hướng dẫn các bạn xem cái giấy xe để biết xe và quay lốp trắng, lốp đen các bạn. Tại vì cái giấy này là không có để đăng ký lần đầu, không để đăng ký lần đầu năm mấy hết, cho nên mình cũng khó biết. Mình sẽ nhìn vào số máy. Và đây, số máy các bạn thấy đây, HC09Ö. À, các bạn nhớ ha, 09 là đời 2003 đến 2004, 2005 thì nó là số hiệu 09 nha các bạn. Là số khung nè, RL HH C O 9 đó, 09 đó là 203 các bạn, rồi 20 đăng ký từ 203, 24, 25. Số máy nè, HC09Ö04 đó. 09 là xe này là xe đăng ký từ 203 đến 204, 25. Xe này là để quay alpha nè. Xe này là xe quay alpha đời 2003, 2004, 2005 đăng ký, nó là quay lốp trắng. Xe là quay lốp trắng nha các bạn. Đó. À, mình nhìn thế nào mình biết cái đó là quay lốp đen 202, không có để đăng ký 202 gì hết. Thì mình nhìn cũng nhìn số sườn và số máy. À, số máy nè các bạn, HC08. À, các bạn nếu nhìn là 08 là 202 các bạn, là quay quay lốc đen nha các bạn, quay alpha lốc đen đó nha, lốc đen là 08, các bạn nhớ ha, các bạn nhớ 08 là lốc đen, còn 09 là lốc trắng. Đơn giản thôi, đơn giản vậy thôi. Nhìn số máy nè, HC09 nè đó, RLHHC09 nè. 09 là lốc trắng 202, 203, 204. Còn HC08 là xe lốc đen 202 các bạn. Còn thêm một vấn đề nữa là mình nhìn thế nào để mình biết là quay ZX nha các bạn. Thì ở đây một có chiếc quay alpha luôn. Nó cũng quay alpha là HC09Ö 51. Quay alpha ha các bạn. Xe này là xe lốp lốp trắng. Rồi kế đây là mình có một chiếc xe quay này này. Nó là này là xe quay ZX nè các bạn. Đó, quay ZX đây. Số máy HC09Ö 50. Mà các bạn nhìn thế nào để là biết quay ZX? Quay ZX thì nó là trước nhất là mình thấy chữ qua ZX là ZX ha. Cái thứ hai là hai màu sơn, màu trắng đen. Xe này ZX màu trắng đen. Và mình nhìn ở đây, số máy ta nói số đầu ZX số đầu 50 51 á các bạn. Nè là HC09Ö 50. Đó. Nó là qua ZX, qua ZX số đầu 50 nè các bạn. HC09Ö 50. Xe này là xe đăng ký 205, số đầu 50. Nhưng mà các bạn đừng lên lầm tưởng ha, vì chiếc quay alpha vẫn vẫn có số đầu 50 51. Và đây nè. Đây là xe này. Các bạn thấy HC09Ö 51. Xe này là xe lốp trắng đăng ký 205 nè các bạn. Nhưng mà nó là quay alpha, nó chỉ có một màu đỏ thôi. Và mình phân biệt thế nào thì phân biệt cái là để chữ quay quay alpha và quay ZX với phân biệt một màu nè, xe này có một màu đỏ các bạn, còn ZX thì hai màu hơn nha các bạn. ZX thì để cho quay ZX rõ ràng, quay ZX nè các bạn, quay ZX hai màu trắng đen số đầu 50. Đó, các bạn cứ nhìn nhìn vào đó, số đầu 50 quay ZX nè các bạn.
trắng đen. À, đúng một quả giải tiết ha. Thì giờ nói tóm lại là xe quay alpha các bạn, lốc đen á, quay alpha lốc đen hay là nếu mà quay alpha lốc đen á là HC08, còn quay alpha lốc trắng là HC09, còn nếu ZX đó là HC09E số đầu 50 là HC09E50. Đây, nếu mà đúng qua ZX á thì HC09E50 nha các bạn. Đó, đúng là qua ZX. Nó đơn giản vậy thôi. Đây là phân biệt giữa các quay, giữa dòng quay lốc đen, lốc trắng và quay ZX nha các bạn. Nhìn và mình biết. Thì đó là kinh nghiệm của mình. Còn anh em nào có gì thì cái comment ở dưới và chỉ dẫn, hướng dẫn cho mình biết thêm để mình cho các bạn khác biết về thông tin xe để mua đỡ lầm tưởng. Thì các bạn thấy video này hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người khác cùng xem. Nhớ ủng hộ kênh mình ha. Thân ái chào cô chú bác và các bạn.